bạn. Thử tưởng tượng nhé, một bên là những slide chi chít chữ, những bản báo cáo toàn số khô khan hay file sách dài hàng trăm trang toàn là chữ. Còn bên kia là những hình ảnh đồ họa bắt mắt như infographic, biểu đồ, sơ đồ trực quan. Chắc chắn sếp và đồng nghiệp của bạn, giáo viên của bạn hay học sinh của bạn cũng sẽ bị thu hút và ấn tượng hơn bởi cái thứ hai, đúng không? Đương nhiên rồi, nhưng mà thực sự để tự tay trực quan hóa thông tin, tạo infographic đẹp thì vừa đòi hỏi ý tưởng và kỹ năng thiết kế, mà quan trọng nhất là vừa cực kỳ tốn thời gian. Tin vui là bây giờ bạn không cần phải lo chuyện đó nữa, vì đã có những công cụ AI có thể biến cả một đoạn văn bản thô, một báo cáo dài dòng, thậm chí nguyên một cuốn sách thành infographic hay mind map siêu xịn chỉ trong vài lít chuột. Có rất nhiều công cụ AI trực quan hóa thông tin và tạo infographic, nhưng sau khi tìm hiểu thì mình chỉ chọn ra để giới thiệu với các bạn những công cụ AI nào sử dụng phổ biến và hiện có giới hạn thoải mái cho tài khoản miễn phí mà thôi. Đầu tiên là ứng dụng Napkin. Bạn vào trang web napkin.ai, bấm vào đây để đăng ký tài khoản, chọn đăng nhập bằng tài khoản Gmail cho nhanh nhé. Bạn trả lời nhanh vài câu hỏi khảo sát nếu có, vậy là xong. Chọn bắt đầu tạo. Bạn sẽ cần đưa nội dung muốn tạo infographic bằng cách dán nội dung vào hoặc tự trên Napkin tạo bằng AI. Mình thì sẽ tự dán phần nội dung mình tạo từ ChatGPT qua và dán vào đây nha. Trong khung soạn thảo của Napkin, khi bạn rê chuột đến mỗi đoạn văn bản, sẽ thấy xuất hiện một biểu tượng tia sét ở bên trái, có nghĩa là bạn chọn trực quan hóa phần nội dung này. Chỉ cần bạn bấm vào, Napkin sẽ tự phân tích đoạn văn bản và trong vài giây sẽ hiện lên gợi ý các loại biểu đồ hay infographic phù hợp với nội dung. Bạn chờ một lúc, nó sẽ được tạo ngay bên dưới. Hộp công cụ bên trái là các lựa chọn kiểu thiết kế khác Napkin đề xuất dựa theo nội dung của bạn. Như bạn thấy, sẽ có rất nhiều kiểu sơ đồ, biểu đồ rất phong phú luôn. Muốn xem thêm nữa, cứ bấm More để tải thêm. Bạn hãy chọn một kiểu phù hợp nhất với nội dung của bạn. Click vào chữ Style sẽ là lựa chọn các phiên bản tông màu khác nhau cho kiểu đã chọn. Bạn chọn tông màu bạn thích hay là bấm xem thêm ở đây nhé. Ví dụ mình chọn cái này. Vậy là đã xong rồi đó. Giờ bạn có thể tinh chỉnh lại thêm cho biểu đồ nếu muốn. Ví dụ như đối với các hộp chữ, bạn có thể đổi phông chữ. Nếu thấy chữ bị lỗi phông tiếng Việt thì bạn nhớ đổi lại nha. In đậm, đổi cỡ chữ, co kéo kích cỡ hộp chữ, đổi màu chữ, thêm khung viền trang trí chữ. Nếu các hộp chữ có nội dung cần chỉnh sửa thì bạn có thể click vào để tự gõ thêm vào luôn hay sửa lỗi ngắt dòng nha. Đối với các biểu tượng, bạn có thể đổi màu viền, ví dụ màu đen mặc định đổi sang màu khác, tăng độ đậm đường viền hay góc bo của hình vẽ biểu tượng. Các biểu tượng icon mà Napkin tự đề xuất mà bạn không thích hay muốn đổi thì bấm biểu tượng tia sét ở đây sẽ hiện lên các gợi ý icon khác để thay thế. Giờ mình thử thêm với một đoạn văn bản khác nha. Bạn nhớ tách ý ra để Napkin nhận dạng đúng đoạn văn liền mạch để tạo infographic. Và đây là kết quả của đoạn này. Thử thêm một đoạn khác nữa nhé. Và đây là các kết quả. Sau khi đã chọn và tinh chỉnh xong, bạn bấm ở nút Export để tải và lưu infographic về dưới dạng hình ảnh, file vector, PDF hay PowerPoint. Click và tùy chọn định dạng, bật tắt các thông số về chế độ sáng, có màu nền hay trong suốt, độ phân giải, xong rồi bấm tải xuống là xong. Ví dụ tải file hình rồi thì bạn có thể chèn vào là minh họa cho slide PowerPoint của bạn. Bạn thấy công cụ Napkin này thế nào? Rất là nhanh và kết quả vừa đẹp vừa phong phú đúng không? Bạn hãy nhớ thử dùng nhé. Giờ mình xin giới thiệu một công cụ khác rất là quen thuộc, đó là Google Gemini mà các bạn thường dùng như một chatbot. Bây giờ tình huống là chúng ta có một bản báo cáo hay một file PDF toàn là chữ như thế này và muốn nó được trực quan hóa và sinh động hơn. Bạn có thể làm thế này nha. Ở cửa sổ trò chuyện với Gemini, bạn bật tính năng Canvas lên. Bạn thả để gửi file mà bạn muốn xử lý vào đây. Rồi bạn gõ kèm yêu cầu là đọc đầy đủ nội dung file sau. Gemini sẽ tự động tóm tắt lại văn bản. Chúng ta đang ở chế độ Canvas nên bạn đọc phần trả lời của Gemini có gì cần điều chỉnh thì có thể sửa trực tiếp luôn hay xóa đi bớt các phần thông tin không cần thiết. Hài lòng về phần nội dung rồi và muốn chuyển toàn bộ nội dung chữ này thành đồ họa thông tin thì bạn chỉ cần bấm vào đây, nút tạo, rồi chọn tạo đồ họa thông tin. Sau đó bạn chờ một lúc nhé.
Rồi đây là toàn bộ thông tin báo cáo đã được tóm tắt và trình bày lại kiểu infographic, rất trực quan và bắt mắt luôn. Thời gian cũng rất là nhanh. Nếu nội dung hay thiết kế của Gemini đã tạo có gì bạn chưa thích thì cứ chat với Gemini kêu nó sửa cho bạn nha. Ví dụ muốn đổi tông màu thì cứ nói Gemini đề xuất và đổi nè. Vừa rồi là mình thử với file nội dung có sẵn. Còn tất nhiên bạn chưa có nội dung luôn thì hãy nói Gemini tạo nội dung cho bạn. Ví dụ thế này. Chắc chắn là bạn nhớ bật tính năng Canvas lên trước khi hỏi nha. Sau khi có nội dung tạo ra bởi Gemini rồi, bạn chỉ cần bấm tạo, chọn đồ họa thông tin. Bạn chờ một lúc để xem kết quả đồ họa thông tin mà Gemini tạo nè. Nếu muốn chỉnh sửa về nội dung, màu sắc hay phông chữ thì bạn trò chuyện tiếp để yêu cầu Gemini sửa tiếp theo ý bạn nha. Rồi giờ bạn có thể chia sẻ phần thiết kế đồ họa thông tin này bằng cách bấm vào nút chia sẻ, rồi chia sẻ dưới dạng đường liên kết gửi đi cho người khác. Gemini hiện không có tùy chọn để tải về dạng hình ảnh. Nhưng đơn giản thôi, bạn cũng có thể dùng phím tắt chụp màn hình để chụp lại phần nội dung mà bạn thích, rồi đưa hình đã chụp đó dùng làm minh họa trong slide PowerPoint của bạn thôi. Như vậy thì Gemini không có nhiều tùy chọn kiểu đồ họa như Napkin, nhưng được cái là nó miễn phí và là ứng dụng của Google nên rất ổn định. Cũng là một ứng dụng trong hệ sinh thái của Google giúp bạn học tất cả mọi thứ hiệu quả hơn, đó là Notebook LM. Đây thì không phải là ứng dụng chuyên về tạo infographic nha, nhưng nó có tính năng tạo mind map, cũng là một dạng trực quan hóa thông tin. Cách sử dụng là vào notebooklm.google.com, tạo một sổ tay ghi chú mới. Giờ tình huống là bạn có một tài liệu tiếng Anh rất dài, khoảng 75 trang của UNICEF. Bạn muốn tạo mind map tóm tắt toàn bộ tài liệu. Giờ bạn làm như sau, chọn tạo sổ ghi chú mới. Ở mục thêm nguồn, đây là nơi bạn sẽ đưa các tài liệu cần để tóm tắt và học. Mình sẽ thả tài liệu file sách PDF đó vào đây. Thật ra mình chỉ cần tóm tắt một sách thôi, nhưng bạn muốn đưa cho notebook LM nhiều sách hay nhiều tài liệu khác cũng được nhé. Từ PDF đến file âm thanh hay đường link hay video YouTube, cứ thả hết vào đây, đến tối đa là 50 nguồn tài liệu. Tải lên xong rồi thì chờ một chút để AI tóm tắt tài liệu. Vì tài liệu tiếng Anh nên có thể nó sẽ tóm tắt thành tiếng Anh. Nếu bạn muốn xem tiếng Việt hay ngôn ngữ khác thì bạn bấm lại vào ký hiệu này ở góc là cài đặt và chọn lại ngôn ngữ bạn muốn. Rồi để trực quan hóa phần tóm tắt này, hãy bấm vào đây để tạo mind map bản đồ tư duy. Chờ một lúc. Sau khi mind map được tạo xong, bạn click vào để xem. Đây là mind map tóm tắt một báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF. Mind map có các ý chính. Từ các ý chính, bạn click để nó bung ra các ý phụ và các ý nhỏ hơn. Nội dung nào bạn muốn đọc thêm thì click vào nhánh đó. Nó sẽ mở ra phần nội dung gốc trong tài liệu cho bạn xem lại. Bạn có thể tương tác trực tiếp với mind map hoặc là muốn tải xuống thì bấm vào đây. Bạn sẽ được tự động lưu lại mind map dạng file hình ảnh. Như vậy thì so với hai công cụ trước mình đã giới thiệu thì Notebook LM chỉ có dạng trực quan hóa làm mind map mà thôi. Vậy nên tùy theo nhu cầu mà các bạn có thể chọn Napkin AI, Google Gemini hay Notebook LM cho phù hợp nhé. Muốn đa dạng kiểu infographic, chọn Napkin AI. Tích hợp với chatbot mạnh mẽ của Google thì chọn Gemini. Cần trực quan hóa tài liệu dài, phức tạp, nhiều trang thì dùng mind map của Notebook LM. Nếu sắp tới có công cụ nào mới mà miễn phí và hiệu quả hơn nữa, mình sẽ giới thiệu với các bạn trong các video sau nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.